Áp còn nhiều đây, sải cắn 7 mét nhá, sườn inox luôn. Thử coi, đang chuẩn bị cái test coi coi có lên nổi không nhá. Delta 7 mét nhá. Thắng thử chuẩn bị test cái con rùa Delta này nha. Không mưa đâu. Chừng là cơn bên này khả năng còn cơn bên đâu. Đang chuẩn bị đáp con rùa này nha. Rồi, đang ráp con diều khủng nha. Từ bên này qua bên kia là 7 mét này các bạn nha. Cái đầu của nó đây, đầu diều đang ráp đây. Delta. Không muốn làm cái dài vô đúng chút xíu à, dễ tết lắm. Ê, người ta làm vậy cho mất cười quá. Chị được sơn. Chị sơn kỳ á, chị sơn. Hai cây, phải hai cây, hai sườn. Ê, lộn cây rồi đó, rút ra. Cây vô. Đó, đồ má thợ. Sao mình lộn mình làm lại mà. Đúng rồi. Thì mình may lại. Đúng rồi. Không vô kiểu này thì khó không? À, chị mình gỡ nè. Chú gỡ mình nói ra chứ đây. Bạn thấy khủng khiếp không? Khoan. Giờ sợ như mấy con đấm công rồi. Đứng xa nhìn một cái hồn coi chừng ăn đút cái cây hai cây cây lộn không. Hai cây. Trời đúng rồi, cứ nắm cái dây chặt cho rồi kéo xuống thì đâu đúng không? Thả con rồng trắng mắt xanh ba đầu. Quá dữ, rồng trắng mắt xanh ba đầu. Rồi để chụp cho tấm hình cái. Đứng yên con chú. Chụp rồi, 2 3. Ok, quá đẹp. Rồi, lên luôn. Trời ơi. Con vương ăn rồi, vương. Oh. Có đường băng. Đang lên. Quá tuyệt vời luôn. Con Delta sẽ cắn 7 mét nhá. Đuôi của nó này. Đó đang nay đang cắt. Cắt vô là bay luôn á. Đó, này của con Hùng đây. Đó, chủ nhân ăn vô là bay luôn á. Cáp vô là bay luôn, ăn chuyên gia may cho các loại diều nha. Anh em nào cần thì liên hệ với anh nha. Diều kỹ thuật học. Đó, ráp vô là bay khỏi phải chỉnh dây leo luôn. Ok, ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng 3 mà năm 2023 mà chút cho nó ăn gió bên. Xả đi. Còn không tao hạ đưa tao lui về. Đó, các bạn thấy đẹp không? Lên cái là bay luôn đó. À, từ đầu sải cắn bên này qua đầu này sải cắn là 7 mét nha. Còn từ đầu mũi đầu diều mà tới cái đuôi là gần 20 mét nha các bạn nhé.
đó nên ta mới may xong, nay đem ra test lần đầu luôn. Test lần đầu một cái mà nó được lên như vậy là ok nha các bạn nhé. Đó. Đầu vậy là ok đó. Tuyệt vời không? Con này diều Delta nha các bạn nhé. Tuyệt vời ha. À, trên bầu trời của chúng ta hôm nay không có được bao nhiêu diều cả. Rồi các bạn thấy hay thì các bạn cho một like, một chia sẻ và các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh để đón xem những video sau của mình nhé. Hôm nay là mùng chiều mùng 3 tháng 7. Ra đây là hên xui tranh thủ anh em thả diều thì trời nắng là ra thả diều, bà mình tranh thủ bay nha cho các bạn xem thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.